Xin chào mọi người. Nay em lại mới về một con trà nám khổ 600 hãng Senshin của Taiwan, Xuân Nhật. Sau đó em sẽ quay và giới thiệu chi tiết các bác xem. Cái này là khổ nhám là 600 các bác nhé. Mặt bàn thì nó rộng hơn, nó còn dung size xe dịch. Và đây là nội thất của nó. Máy một chục tương đối là đẹp mà rất ngon. Sẽ quay một vòng qua xem. Con này em đã đổi điện lên 380 nhá. Hồi xưa của nó là điện 200, nó xuất sang Nhật. Em đã đổi lên 380 là sẵn chạy thôi. Đấy, giờ sau em sẽ test video qua xem này. Đây là bật nút nguồn chính này. Đây là con tì này. Đấy, đây là lên xuống này, đây là phần cấp này. Em sẽ test cho bác xem đây nhá. Đấy. Đấy. Rất là mịn các bác nhá. Đây là lúc tắt này, phần cấp này, tắt này. Đấy, nó có sẽ phanh hơi luôn. Đấy, các bác nghe thấy không? Em đang nhám này, em đang để nhám 120. Nhám 120 nên nó không được mịn bằng nhám siêu mịn luôn. Đấy, nhám 120. Đấy, em cứ đặt cỡ bình thường thôi. Đấy, ok, đã xong rồi. Mà nào cần thì cứ liên hệ em 0973 766 225. Nhưng mà Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Chào mọi người.